Gieo lúa trồng khoai ngày qua ngày gặt hái nuôi con mẹ những mong ấm lành mạnh áo, nhưng chẳng được yên vì giặc Mỹ chúng ngang nhiên tàn sát dân mình, trà đạp lên tự do cuộc sống. Mẹ đã đứng lên trong bàn tay không cầm vũ khí, chỉ có niềm tin và sức mạnh chân lý. Mẹ đã đi với xóm làng chống giặc đốt nhà cướp đất quê ta. Mẹ đã đứng lên đặt hết bất công, vũ khí trong tay là vôi căm hờn với tình yêu quê hương đất nước. Lệnh tiến công cả nước xuống đường, mẹ đã đi trong đám biểu tình cùng đứa con thơ vẫn bước hiên ngang trước nòng súng xa. Mẹ đã đứng lên đem hơn cầm bên thành vũ khí, yêu quý tự do nên vững vàng ý chí. Mẹ đã đi vào các bốt đồn, coi tội đứa nào bắn chết con ta. Mẹ đã đứng lên đạp hết bất công, vũ khí trong tay là vôi căm hờn với lòng dân kiên trung bất khuất. Mẹ đã đi vào các phố phường, mẹ đã đi trong đám biểu tình nằm chiếc xe tăng bắt lũ tay sai cúi đầu khiếp sợ. Sông nước Cửu Long bốn mùa sóng vỗ thôi thúc dân làng vùng lên đấu tranh. Người mẹ miền Nam kiên cường anh dũng, chỉ có tay không